Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải buổi bài tập toán lớp 5 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 17 thực hành và trải nghiệm trang 51. Một số ứng dụng của tỷ số tỷ lệ bản đồ. Bài số 1 trò chơi ném vòng trúng đích. Xem hướng dẫn cách chơi trong sách giáo khoa. Như vậy chúng ta sẽ xem trong sách giáo khoa trang 46. Một số ứng dụng của tỷ số tỷ lệ bản đồ. Một, trò chơi ném vòng trúng đích. Mỗi lần ném vòng về phía bình nước có hai sự kiện có thể xảy ra. Vòng trúng đích có nghĩa là cái bình nước như thế này nè, cái vòng chúng tôi ném vào, một thì nó cái vòng này nó lọt vào trong cái bình nước, hai thì nó ra ngoài. Như vậy có hai cái sự kiện xảy ra, một thì cái vòng này trúng đích, hai thì ở ngoài. Tiến hành chơi theo tổ, mỗi tổ chuẩn bị một chiếc vòng có đường kính khoảng 20 cm, gọi là một ven tay á. Một bình nước hoặc là một chai nước đánh dấu vị trí ném vòng cách bình nước là 2 m. Mỗi lượt chơi như sau, các bạn lần lượt thay nhau, mỗi bạn tung một chiếc vòng liên tiếp 10 lần. Như vậy một bạn lại tung liên tiếp 10 lần. Ghi nhận số lần ném vòng trúng đích và không trúng đích. Mỗi bạn tính tỷ số của số vòng trúng đích và tổng số vòng đã ném. Tỷ số của bạn nào lớn nhất thì bạn đó là thắng cục. Như vậy ở đây thì chúng ta quay lại trong cuốn vở bài tập. Xem hướng dẫn cách chơi trong sách giáo khoa. Ghi nhận kết quả vào bảng rồi tính tỷ số của vòng trúng đích và tỷ số vòng đã ném. Ví dụ trong này chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 bạn. Ví dụ 5 bạn. 5 bạn ví dụ như là tên Hà, tên Hải, tên Lý, tên Lan, tên Mai. Ví dụ như vậy đi, thầy cho đầy vậy đi ha. Này là vòng trúng đích, này là vòng không trúng đích, tỷ số. Ví dụ như là mỗi bạn là ném 10 vòng, ném 10 lần. 10 lần ví dụ như chúng ta sẽ có là 5 lần trúng trúng đích và 5 lần là không trúng. Còn bạn Hải chẳng hạn như là 7 lần trúng đích còn 3 lần không trúng. Tại vì tổng là 10 lần đó. Còn Lý ví dụ như là 6 trúng 4 thì không. Còn bạn Lan ví dụ như là 2 trúng nhưng mà 8 là không trúng. Còn bạn này chẳng hạn như là 3, bạn này là 7, ví dụ vậy. Rồi cái tỷ số, người ta nói là rồi tính tỷ số vòng trúng đích và tổng số vòng đã ném. Vòng trúng đích là đây là 5, 5 phần 10. Rồi này là 7 phần 10. Này là 6 phần 10. Cái này là 2 phần 10. Cái này là 3 phần 10. Như vậy thì xem ở bạn nào là quay lại chúng ta xem ở bạn nào mà tỷ số của bạn nào lớn nhất thì bạn đó là thắng cục. Như vậy chúng ta xem cái tỷ số của bạn nào chung, cùng chung là cái mẫu là 10 10 10 10 10 10 hết. Đây là 5, nhìn đây cho nó dễ, 5 7 6 2 3. Như bạn Hải, bạn Hải này là bạn là thắng cục, tại vì bạn ném trúng đích tới 7 lần, 7 lần. Đó, bạn Hải là rồi như vậy thôi. Còn bạn nào ném tệ nhất, bạn Lan trúng có 2 lần. Chúng ta qua bài số 2. Quan sát hình ảnh đọc nội dung trong sách giáo khoa, thì chúng ta xem trong sách giáo khoa. Cũng trang 46. Dựa vào bản đồ xác định đường đi và độ dài quãng đường. Hình bay là một bản đồ tỷ lệ là 1 phần 10.000. Để đi từ vị trí A đến vị trí C ta có thể đi theo hai cách.
A, vị trí A, đến vị trí C. Ta có thể hai cách, một thì chúng ta đi qua B rồi đến C, hoặc là đi trực tiếp từ A tới C luôn. Thêm quãng đường nào ngắn hơn thì đi trực tiếp này, cái này nó là dạng cạnh hình vuông, còn cái này nó thẳng như thế này. A đi trực tiếp qua C thì nó sẽ gần hơn. Thêm quãng đường nào ngắn hơn thì quãng đường là từ A tới C. Em ước lượng xem quãng đường đó dài bao nhiêu cm rồi dùng thước đo kiểm tra. Trên thực tế độ dài quãng đường đó là bao nhiêu nhiêu mấy? Như vậy ước lượng đánh dấu vào quãng đường em cho là ngắn ngắn nhất. Như vậy thì đi từ A qua B, cái này thầy cho rằng là đi thẳng từ A tới C là ngắn. Quãng đường từ A đến C dài ước lượng khoảng bao nhiêu cm? Từ đây tới đây ước lượng nó khoảng cỡ từ A tới C. Đây cho từ đây là 2, thầy cho là tầm 5, 5 cm. Ước lượng khoảng cỡ 5 cm. Rồi, chúng ta đo thử ha. 5 hoặc 4. Ước lượng 5 luôn là đúng 5 luôn. Từ đây tới đây là 5. Nào, đây này, đo này. Còn đo từ đây tới đây là 3, từ đây tới đây nữa là 4, nữa là 7 ha. A từ A tới C là gần nhất. Nhưng mà dùng thước đo thì nó là 5. Độ dài thực tế là bao nhiêu mấy? Như vậy ở trong này người ta họ cho có tỷ lệ là 1 1 10.000, 1 10.000. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là đây là 5. 5 ta nhân cho 10 10.000 bằng 5 bằng là 50.000. 50.000. 50.000 này đang tính theo là cm. Mà đổi theo ra mấy là cm dc mấy, như vậy là 500. 500 mấy. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh và thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.